Đây là cái chương trình mà Tiêu làm cho các bạn bè quốc tế. Nếu mà ủng hộ cái chương trình bảo vệ rừng ngập mặn ở Việt Nam á, thì ủng hộ thì phóng xanh cá biển, thì tôi sẽ trồng rừng, bảo tồn rễ cá và nhặt rác thải nhựa. Nếu mà quý vị có thể tham gia thêm cái chương trình của Tiêu ở nước ngoài á, thì lên cái trang web này, thì đây là dành cho thành viên sau 3 tháng sử dụng dịch vụ. Thì tôi sẽ tặng cho một cái khăn bịt mặt chống Covid, thiết kế theo cái phong cách tiên cá của Tuyun, hoặc là một cái túi vải để bảo vệ môi trường, và một cái áo tay dài. Sau khi thành viên được 9 tháng, thành viên lên được 1 năm thì tôi tặng cho cái áo hoodie. Thì tôi làm là nhận tiền quyên góp của quý vị, nhưng mà tôi làm bù lại rất là nhiều. Okay, I've got something. Hiện tại thì Tuyun có 3 chương trình thôi. Nếu quý vị có thể truy cập vào trang web từ một trang web khác mới được. Tại tôi đây nằm trong account của mình nên không cho xem được. Đây, khi vào một trang web này của Tuyun á, quý vị sẽ thấy 3 giá tiền 5 đô la để nhận được những video về rấy cá và mua thức ăn cho rấy cá, bảo tồn rấy cá mà. 10 đô la thì sẽ trồng được 200 cây đước nha. Và sẽ có những cái video về cây đước. 15 đô la thì sẽ phóng sanh cá biển trong 1 tháng, mỗi ngày trong 1 tháng. Tôi đã viết xong hết cái chương trình của mình, hiện tại thì có 3 thứ thôi. Rồi ai muốn tham gia ủng hộ thì dùng cái này sẽ có quà tặng sau 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng, là những món quà mà tôi đã hợp tác với người ta để làm. Khi làm đó thì cũng tốn rất nhiều chi phí, nhưng mà vẫn làm như vậy để cho có niềm vui, có niềm vui với nhau. Rồi, cảm ơn quý vị.